Các bạn coi nè, lúc đó thì bấm được, lúc thì bấm không được. Đó, các bạn coi nó lát nè, chậm chạp nữa. Bình thường mình cắt clip rồi chỉnh mấy cái video các bạn cũng lâu. Các bạn biết không, cái máy này mình mua cũng hơn 2 năm rồi. Từ lúc mà mình bắt đầu làm YouTube là mình đã mua cái máy này rồi đó. À, bây giờ nó chạy chậm như là yếu quá à. Kiểu này tốn tiền nữa rồi các bạn ơi. Chắc phải mua máy mới quá. Chào các bạn và các anh chị đến kênh của mình nha. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, cái máy hiện tại mình đang cắt clip á, nó rất là chậm mà còn yếu nữa. Sao mà ra video chất lượng cho các bạn xem được? À đúng rồi, mình có hai con heo đất nuôi khoảng được hơn một năm rồi đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quyết định đập ra để mình mua máy mới, để mà chỉnh sửa video, cắt clip rồi này kia nọ, ra một video thật là chất lượng cho các bạn xem luôn nha. Không vòng vo nữa, thì bây giờ thì mình sẽ đi lấy heo thôi. Tèn 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 tèn, đây là hai con heo đất của mình nè. Mình đã tiết kiệm hơn một năm trời để mà nuôi nó đó. Đó, hôm nay có chuyện cần thiết để mà dùng tới nó rồi. Tiếc quá. Con heo vàng với lại con heo hồng nè, nó đang ngủ dễ thương quá à. Cả hai cái má nó rất là bự luôn nha. Con heo hồng này nè là tiền lương mình quay clip cho anh Vinh á, có bao nhiêu tiền là mình để vào đây hết luôn. Còn con heo vàng này là tiền tiết kiệm của mình, cha mẹ cho tiền mình á, mình không có xài, mình để vào đây hết luôn nha các bạn. Mình nghĩ một con đập ra thì không có đủ mua dạng PC đâu, cho nên hôm nay thì mình sẽ quyết định đập hai con luôn để mà mua dạng PC đỉnh một chút xíu, về cắt clip nè, chỉnh clip để mà ra video chất lượng cho bạn xem. Thôi không dài dòng gì nữa, mình sẽ đem xuống đất để mình đập ra luôn nha. À, đem xuống thôi. Trời ơi, trước khi khui thì ở dưới đít nó có chữ các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn xem luôn. Bên heo dạng thì có chữ Tuyết Phương nè. Chữ Phương hơi mờ nha. Ngày nuôi heo nè là ngày 1 tháng 12 năm 2020. Chúc em mau ăn trống lớn, được nhiều tiền nha, yêu em. Bây giờ thì mình sẽ nhờ em luôn. Đó, một bên heo hồng các bạn. Đó, cũng có chữ Phương luôn nha, có hình trái tim nữa. Ngày nuôi heo là ngày 23 tháng 11 năm 2020. Bé heo hồng dễ thương. Tạm biệt hai bé heo, heo hồng và heo vàng. Bây giờ thì mình sẽ khui nó luôn nha. Đó, bắt đầu nè, khui. Đây. Wow, cứng các bạn ơi. Đó, lửa một chút xíu rồi nè. Mình đã đập xong heo hồng rồi, bây giờ thì mình sẽ tới heo vàng. Đó, 1, 2, 3. Wow, bể luôn rồi các bạn ơi, tội nghiệp của heo vàng quá à. Đây là tiền tiết kiệm của mình nè, đó cũng nhiều quá chứ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đổ heo hồng ra luôn nha. Đó, các bạn xem nè, cũng rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để heo vàng hồng ra. Móc nó ra nè các bạn, để ghi một bên đi. Đó. Đây, quá chừng luôn. Wow, quá chừng luôn nè các bạn, đã quá à. Mình biết coi còn sót không đã. Ok, hết rồi. Một đống luôn nè các bạn ơi. À, bây giờ thì mình sẽ đếm thử bao nhiêu nha. Tiền nào thì qua tiền tán nha các bạn. Đó, 500 theo 500 nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ đếm luôn nha. Mình sẽ đếm con heo tiết kiệm trước. À, nguyên cộng này là heo tiết kiệm là được 11 triệu rưỡi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đếm qua con heo tiền lương của mình. Rồi,
trời là 20 triệu các bạn ơi. Tiền quay clip của mình dành dựng hơn 1 năm nay được bao nhiêu đây cũng khá là nhiều rồi đó. Còn tiền này là 11 triệu 500, 20 triệu cộng với 11 triệu 500 là 31 triệu 500. Wow. Các bạn cộng cho mình một cái dạng PC hết số tiền này luôn nha. Wow, 31 triệu mình nghĩ cái máy cũng xịn sò lắm rồi nha. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi nhờ thôi. Day 3. Quá các bạn ơi, PC về rồi kìa. Đó các bạn thấy chú đang đang soạn không? Đó đi xíu chú sẽ bưng vô đây là lắp ráp cho mình. Đó dọn bạn các bạn ơi, mừng quá PC về rồi. Ok. Bây giờ đợi chú đem vô để phải lắp ráp. Kìa chú ôm vô kìa các bạn. Đó PC về rồi. PC của mình nè các bạn còn ở trong thùng luôn nha. Chú đang khui PC lên nha các bạn. Chú lấy ra nè. Chuẩn bị. Wow, chú đang lấy cái chân đỡ máy ra kìa. Không biết màu gì nữa. Mình thấy hình như lấp ló màu trắng. Để chú mở ra thử coi nha. Wow, quá đẹp luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Cái màn hình của mình siêu to luôn á nha. Chú đang lắp ráp cái chân để mà đựng cái màn hình. Chú đã lắp ráp xong rồi. Đó, để lên bàn giùm mình luôn kìa các bạn. Quá bự, quá đã luôn rồi. Đó, các bạn thấy cái thùng PC của mình chưa? Hơi bị đỉnh cao luôn á nha. Chú đang lấy mấy cái dụng cụ phụ kiện của cái máy ra nè. Quá trùng hợp luôn. Cái gì mà quá trời quá đất vậy? Đầu tiên là con chuột máy tính. Wow, quá đã luôn. Kế tiếp không biết là cái gì nữa đây. À, cái tai nghe. Chú đang mở bàn phím kìa các bạn. Wow, bàn phím bự quá đi. Đã quá à. Wow, các bạn coi kìa. Quá xịn sò luôn. Lúc đó là chú dặn dò mình là để mấy cái hộp đó lại đó các bạn. Tại vì trong cái thời gian bảo hành này nè, thì mình để mấy cái hộp này lại, có gì thì mình đổi. Lúc này là chú đang kết nối dây điện để mà cho hệ thống máy hoạt động nè. Đó, chú đã tháo dây ra xong rồi. Bây giờ chú sẽ bắt đầu lắp ráp nha. Rồi, chú đã kết nối dây điện xong rồi đó. Lúc này là chú đang thử máy nè, coi máy có hoạt động tốt hay không. Còn đây là bao gồm những cái hộp mình để lại. Đó, chú đang bắt YouTube để mà xem này nha. Đó, chú đang quẹt quẹt để mà tìm cái nhạc thích hợp. Cái máy của mình hoạt động rất là tốt luôn á nha. Các bạn coi kìa, cái thùng máy với lại cái tai nghe của mình á, chớp chớp đèn đẹp quá đi ạ. À. Đây là thùng máy của mình á thì không thích đèn nhiều. Lúc mà ngồi cắt clip như thế này nè, đèn nó cháy vào mắt mình nó khó chịu lắm. Đây, màn hình của mình đã lên rồi nè các bạn. Đó, quá đã luôn, các bạn chờ một chút xíu nha, nó đang tải. Wow. Đó, lên màn hình nè các bạn, rất là trong trẻo luôn, với lại to nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt vào YouTube vô kênh mình nha. Rồi, màn hình to với lại trong như thế này nè, rất là thuận tiện cho việc cắt clip luôn. Đây, bây giờ mình sẽ bắt vô Tiểu Phương Tommy TV. Đó, rất là đẹp luôn nè, như lại trong trẻo nữa. Còn ở dưới đây là các bạn phím nha các bạn. Có rất là nhiều màu luôn. Xanh lá, xanh dương, tím, hồng, cam, đỏ. Quá đã. Như lại các bạn phím như nè, có rất là nhiều chế độ màu luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ chơi cho các bạn xem. Chế độ thứ nhất là có nửa bên à. Chế độ thứ hai là được mấy cái khu này nè các bạn. Đó, được cái chữ B này nữa nè. B là phương. Đó, chế độ thứ ba thì được mấy cái chế độ này nè các bạn. Nó nhảy tùm lum hết trơn á. Đó, chế độ thứ năm. Rồi. Tới chế độ thứ sáu nè. Đó, là lượn các bạn. Đó, cái gọi này nè, gọi là lượn sóng. Chế độ thứ sáu. Đó, cái này nó cũng lượn luôn. Chế độ thứ 7. À, là bấm là nó lượn các bạn. Đó, ví dụ như bấm bên này đi. Đó, lượn từ đây qua, bấm bên này.
hai lần từ đây qua, bấm chữ giữa là bấm cái nào là hiển cái đó. Bây giờ mình bấm chữ phương nè, đó nó hiện chữ lên kìa các bạn. Đây bấm chữ y nha, đó nó hiện màu lên. Rồi hồi nó tắt cho bạn xem, đó u quả đã. Kế tiếp là chế độ 11, đấy về vị trí cũ. Còn bên đây là con chuột nè, đó nó chạy rất là mượt mà luôn. Rồi nó cũng có đèn nữa nè các bạn, logo nó cũng có đèn nữa, quá xịn sò. Bây giờ thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết máy này là bao nhiêu tiền nha. Đây là hai cái hóa đơn cấu hình máy nè. Bây giờ thì mình sẽ để đây cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đây là hóa đơn cấu hình máy của mình nè, để mình coi thử coi. Ở đây thì mình có ổ cứng, rồi bộ nhớ, thùng máy, rồi màn hình nữa. Còn mấy cái kia mình không biết đọc. Để mình coi thử coi màn hình là bao nhiêu tiền nha. Đây, màn hình là 6.990.000, rồi gần 7 triệu luôn rồi các bạn ơi. Tổng cộng hết tất cả là 27.797.000, gần 28 triệu luôn. Hóa đơn thứ hai, mình coi coi ở đây thì có chuột máy tính, bàn phím, tai nghe, tổng cộng là 1.418.000. Rồi, vậy là cũng ok đó. Ngoài mấy cái món này ra thì mình có mua thêm cái đồ lót chuột nè, rồi cái cục kết nối wifi. Mình có mua thêm cái lo gời nữa nè các bạn. Giá tiền của lo gời này là 600.000 đó. Mỗi khi mình rảnh rỗi thì mình có thể nghe nhạc. Để mình coi coi, tổng cộng hết tất cả là hơn 30 triệu. Vậy cái dàn PC của mình cũng xịn sò lắm mà nghe. Đây màn hình của mình nè, phong cảnh cũng rất là đẹp luôn đó. Ở đây thì người ta có cài cho mình vài cái ứng dụng cơ bản nè các bạn. Sẵn đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết luôn, mình thích cái dạng PC này lâu lắm luôn rồi, mà tới tận ngày hôm nay mình mới đủ tiền để mà mua nó. Sắp tới đây thì mình sẽ cố gắng tập chỉnh sửa video nè, cắt clip để mà ra những video chất lượng cho các bạn, các anh chị xem nha. Nếu các bạn thích video này của mình, nhớ mình đăng ký, like, bấm vào chuông nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Tony TV. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn.